Hey, chào tất cả cô chú anh chị em mình nha. Hôm nay thứ hai rồi anh em ơi, ngày 16 tháng 9 ha. Vừa nhập đội mấy con Pahen nè, mới nhập 5 con Pahen Samsung nè cho anh em mình tham khảo ha. Giá là 2 triệu Việt Nam đồng một con nha. Samsung Pahen lên mạng wifi nhanh mượt nha. Đó. Hình zin đẹp luôn anh em. Đó, còn keo đầy đủ luôn ha, keo nè. Giá 2 triệu Việt Nam đồng à. Hỗ trợ wifi, xem đài mặt đất nha. Gắn anten như là xem đài luôn nha anh em. Đó. 2 triệu Việt Nam đồng cho một con Pahen Samsung, màn hình đẹp cực kỳ luôn ha. Đó, lên mạng wifi nhanh mượt ha, hỗ trợ mặt đất luôn ha. Anh em xem đẹp đất thì anh em cái việc gắn anten vô là coi luôn ha. Đó. 2 triệu Việt Nam đồng anh em ơi. Samsung Pahen mới về 4 con Samsung ha, dưới 2 con kính cường lực ha. Đó, dưới con này cũng Pahen Tohiba nè, Panasonic nè, nhiều lắm nè ha. Đó. Rồi An Sang Vô, con này thì em bán rồi ha. Đó, An Sang Nô còn nè, TCL 2 triệu 200 ngàn ha. Đó, kính cường lực 32 inch 2 triệu 2, lên mạng wifi TV em còn rất là nhiều ha. Em quan tâm thì liên hệ trực tiếp em ha, số điện thoại là 0346854213, địa chỉ em ở gần cầu Cái Gà, xã Long Thới, huyện Lắp, tỉnh Bến Tre. Đó, cảm ơn em quan tâm theo dõi rất là nhiều ha. Chúc anh em một buổi trưa đầu tuần thứ hai vui vẻ, em quá kèo nha. Cần cứ alo ha, số điện thoại em là có liền, tư vấn nhiệt tình cho anh em ha. Đó, 32 inch Samsung đẹp cực kỳ, có chân để bàn luôn anh em. Đó, hình ảnh thì đẹp cực kỳ luôn ha, sắc nét ha, dung đẹp luôn ha, bảo hành cho anh em mình nha.